tai hại của tâm luyến ái. Khi thời thuyết giảng chấm dứt, hai chị em lấy làm quan hỷ và xin Ngài ban ngũ giới. Theo lời thỉnh cầu, Ngài ban giới, hai vị thọ giới và giả từ Ngài rồi bỗng nhiên biến mất. Nhờ phước báo phát tâm bố thí và giữ giới trong sạch, hai vị tái sanh vào cảnh trời gọi là Tavia Timsha tức tam thập tam thiên. Vì sau, thỉnh thoảng trở lại nghe giảng Pháp và bày tỏ lòng tri ân về những lời dạy hữu ích của Ngài. Họ nói, nhờ những lời dạy của Ngài mà họ thoát khỏi sự dính mắc của chính mình, dụng níu chặt họ một cách vô dụng vào cái tháp xây dở. Giờ đây họ đã biết mối nguy hại của dính mắt trong việc phát triển tâm nó trì quản tiến bộ của một người và cản ngăn, không để người ấy trải nghiệm hạnh phúc thanh bình an lạc, đáng ra họ phải được hưởng. Rồi Ngài giải thích thái độ tinh thần như vậy là chướng ngại to lớn thế nào cho sự tiến bộ. Khi cơ thể vật chất tan rã, bậc thiện trí phải thận trọng canh chừng cái tâm của mình hơn là để ý đến thân hay cái gì khác. Nếu không vậy, tâm sẽ bị những tư tưởng dính mắt nhấn chìm. Khó chịu hay xoan hận, một sắc thái khác của dính mắt hay ham muốn chỉ là ngọn lửa tự thiêu đốt mình và trong những khoảnh khắc quan trọng có thể kéo lôi con người vào khổ cảnh như địa ngục, ngạ quỷ hay cảnh thú. Đó là những cảnh giới khốn khổ rất đáng sợ. Vì thế, con người nên rèn luyện tâm trong khi còn ở trong hoàn cảnh có thể làm được để có thể hiểu được hoạt động của tâm mình khi còn có thời gian để tự sửa chữa hay tự cải thiện đến lúc nguy kịch khi cơ thể vật chất sắp rã tan cái tâm nhờ đã được rèn luyện và chuẩn bị sẵn sàng sẽ có thể tự tách rời ra khỏi tình trạng đau khổ ít nhất là ở một mức độ nào đó đến mức cao độ cùng tột tâm có thể là người quan sát tuyệt đối biệt lập không dính liễu đến những gì tốt và xấu của thế gian, đó là pháp hành cao thượng hơn tất cả, tối thượng và không pháp nào sánh bằng. Bậc thiện trí nhận thức được trạng thái hay điều kiện của tâm là điều tối quan trọng trong tam giới, lúc nào cũng chịu khó luyện tâm và đồng thời khuyến khích người khác làm như mình. Chính cái tâm thọ hưởng hay gánh chịu quả của nghiệp chứng nghiệm hạnh phúc hay đau khổ, tạo nên lãi hay lỗ, tái sanh hay chết vào những cảnh giới an lạc hay khốn cùng. Như vậy, điều tối quan trọng là con người đối xử rèn luyện và canh phòng tâm của mình một cách đúng cách trong hiện tại và trong tương lai. Hai chị em, giờ đây là hai vị trời trong cảnh tam thập tam thiên lấy làm quan hỷ với lời dạy nói rằng mình chưa bao giờ được nghe giáo Pháp như thế. Sau đó, họ bái từ, nhiễu ba dòng quanh ngài Acha, lùi gót cho đến khi ra ngoài, rồi bỗng bay lên không trung như một cụm bông gòn trong gió. Linh ảnh ba con voi Một câu chuyện đáng chú ý khác có liên quan đến linh ảnh. Trong khi tỏa thiền, mà Ngài thấy khi lưu ngụ trong một vùng rừng núi xa xôi của tỉnh Chiên Mai. Vào khoảng ba giờ sáng, không gian tuyệt đối yên lặng và cơ thể an tĩnh thanh bình. Ngài tỉnh giấc và quán chiếu về giáo Pháp một lúc, đến khi tâm cảm thấy muốn nghỉ ngơi hơn là quán chiếu. Khi đó, Ngài cho phép tâm rút vào tầng sâu nhất của định và nghỉ khoảng hai tiếng. Sau đó, tâm rút ra một phần và lưu ở tầng định thứ nhì nơi đây ngài thấy một linh ảnh trong linh ảnh này một con voi rất to lớn đi đến gần ngài và quỳ xuống như tỏ ý muốn thỉnh ngài trèo lên lưng ngài liền trèo lên lưng voi và lúc ấy xuất hiện hai vị tỳ khưu trẻ tuổi mỗi vị cởi một con voi cũng to lớn nhưng hơi nhỏ hơn con voi của ngài đôi chút cả ba con voi đều đẹp như nhau dáng điệu hiền lành và oai nghi trông như voi của vua cả ba con voi đều hiểu ý của người cưỡi khi hai con kia đến gần thì voi của ngài a chan cưỡi dẫn đầu đi về hướng núi cách đó khoảng một cây số sâu trong tâm thức của ngài dường như ngài đang dẫn hai vị tỳ khưu trẻ tuổi thoát ra khỏi tam giới giả định tương đối không bao giờ trở lại nữa. Khi đến chân núi, voi chở ba vị đến một hang động trên đỉnh một ngọn núi nhỏ nằm trong một dãy núi lớn. Khi đến hang, ngài cởi voi vào rồi quay lại đối diện cửa hang, trong khi đó hai con voi kia theo sau tiến lại và đối diện với ngài. Lưng của chúng quay về phía cửa hang. Khi đó ngài A-chan nói với hai vị đó như giả từ. Đây là khoảnh khắc cuối cùng khi trở thành và sanh ra của Thầy sẽ tuyệt đối tách rời khỏi thế gian phàm tục. Nó sắp chấm dứt nơi đây và sẽ không bao giờ còn trở lại thế giới của sanh và tử nữa. Thầy muốn hai sư trở về hoàn tất việc tự trao dồi bởi vì hai sư sẽ sớm theo chân ta và ra đi như ta hiện nay việc một chúng sanh thoát được ra khỏi thế gian đau khổ và đầy chướng ngại này không dễ như đi dự một cuộc vui giải trí đâu nó đi ngược dòng của ái dục nhiều tới mức cần phải có lòng nhiệt thành trong sạch kèm thêm sự hỗ trợ của việc xả ly khỏi thân đó là những điều kiện thiết yếu để vượt qua cảnh giới sanh tử triền miên và như vậy mới vượt qua được những nấm mồ lần ra đi này của ta không phải là để tan rã mà để giải thoát khỏi các uẩn dứt bỏ tất cả các dính mắc vào tham ái và thoát ly mọi phiền lụy lo âu cũng giống như một tù nhân thoát ra khỏi cảnh ngục tù không chút luyến tiếc khi xa lìa ngục thức của các uẩn mà phần đông chúng sanh không muốn giả từ như vậy không nên buồn rầu sâu muộn khi ta ra đi bởi vì làm như thế chỉ tăng khổ đau vô ích. Khi chấm dứt những lời dạy, Ngài nói hai vị tỳ khưu cởi voi đi trở về. Suốt khoảng thời gian đó, voi của hai vị đứng yên có vẻ như cũng rất sầu muộn. Chúng trông giống voi thật ngoài đời, chứ không phải như voi thấy trong linh ảnh khi hành thiền. Hai con voi lùi ra đến cửa hang, quay đuôi về phía ngài A-chan nhưng rồi lại quay đầu trở lại về hướng ngài trong rất long trọng. Khi đó, con voi của ngài rút vào phía trong hang cho đến lúc nửa thân của nó ở phía trong vách tường đá. Lúc đó, ngài xuất hiện hoàn toàn. Theo lời giải thích của ngài Achan, linh ảnh này vừa có tính tiên tri, vừa có ý nghĩa tượng trưng. Ngài tiên đoán rằng sau khi mình viên tịch sẽ có hai vị tỳ khưu trẻ tuổi chứng ngộ như mình nhưng không đề cập đến tên của vị nào về phương diện tượng trưng thiền định và thiền tuệ hữu ích đối với một vị a la hán cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời cả hai cùng là phương tiện để dập tắt khổ đau trong khi sắc uẩn và danh uẩn còn chằng chịt hoạt động với nhau chúng cùng hoạt động cho đến khi uẩn và sự giải thoát tách rời khỏi nhau trong quá trình gọi là chết sau đó thiền định và thiền tuệ chấm dứt hoạt động và tồn tại và đồng thời chấm dứt khỏi thế gian ngài a chan nói rằng ngài không sợ khi con voi mà ngài đang ngồi trên lưng lui vào thành đá của hang động và cứ để cho voi tự nhiên thực hiện nhiệm vụ của nó như nó thấy là phù hợp điều quan trọng là do khoảng thời gian ngài nhập diệt trước đó hoặc sau đó không lâu sẽ có hai vị tỳ khưu trẻ tuổi chứng ngộ thành quả giống như ngài điểm kỳ lạ là trong linh ảnh ngài dạy hai sư trẻ tuổi trước tiên hãy trở về cố gắng tự phát triển tâm linh trước có vẻ như ngài thật sự ra đi ngay vào lúc bấy giờ đối với người viết bất hạnh thay ngài không hề thổ lộ tên của hai vị tỳ khưu ấy dù có được hỏi từ lúc nghe được câu chuyện linh ảnh cho đến khi viên tịch, người viết lúc nào cũng mong mỏi muốn biết tên của hai vị tỳ khưu nên đã quan sát tỉ mỉ các vị đệ tử của ngài để đoán xem hai vị ấy là ai, nên đã bỏ qua mức lỗi của chính mình và quên rằng người đã thành tựu mức độ giác ngộ như thế không giống người thế gian, không bao giờ tự khoe khoang và chắc chắn là rất sáng suốt và tự hy sinh ở mức cao nhất. Nếu không vậy, ác không bao giờ có thể thành tựu như vậy. Làm nạn nhân cho sự khoe khoang là để cho bậc thiện trí thương hại, đồng thời để người ngu chỉ trích và người nhẹ dạ phấn khích. Giúp đỡ chúng sanh trong cảnh ngạ quỷ và địa ngục Một phần không thể tách rời trong đời sống của Ngài A-chan là giúp đỡ chúng sanh vô hình trong những cảnh giới khác nhau, đặc biệt là khi lưu ngụ nơi rừng sâu. Nơi lưu ngụ càng xa xôi hoang vắng và ẩn dật thì số khách càng nhiều và càng thường xuyên hơn. Họ đến với ngài để nghe ngài thuyết pháp, để xin được giải đáp thắc mắc hoặc để cầu cứu, xin ngài giúp ra khỏi hiểm họa và đau khổ. Nhóm xin cứu giúp khỏi đau khổ bao gồm ngạ quỷ, đang mong chờ nhận được phước báo mà bà con họ hàng mình hồi hướng. Những ngạ quỷ và những chúng sanh trong khổ cảnh này đã mong chờ từ lâu để được thọ hưởng quả phúc mà thân bằng quyến thuộc đã tạo và hồi hướng đến mình để ít nhất có thể phần nào dịu bớt nỗi khổ đau vì họ đã phải chịu khổ lâu lắm rồi. Không thể tính theo lịch của trái đất thời gian mà họ còn phải chịu đau khổ trong tương lai cũng vô cùng tận không thể đo lường những chúng sanh khổ đau cùng cực mà có thể đến với ngài thường kể về số phận bất hạnh của mình và xin giúp báo tin cho gia đình mong rằng họ hàng quyến thuộc sẽ nghĩ đến họ và tạo phước hồi hướng nhưng khi ngài a cha hỏi tên của những người họ hàng thì những tên mà họ nêu ra hoàn toàn xa lạ đối với ngài hay với bất kỳ ai vào thời đó họ đã chịu đau khổ hàng trăm hàng ngàn năm trong những cảnh giới ấy thời gian tính theo những cảnh ấy thời gian ấy không thể tính theo thời gian trên trái đất và thậm chí sau khi tình trạng đau khổ đã được suy giảm phần nào và ở cõi ít đau khổ hơn họ vẫn còn ở trong vị thế không tốt đẹp gì hơn lắm vì đã ở rất lâu trong tình trạng ý nên không thể lần ra họ hàng hay con cháu ở vùng đó. Những trường hợp như vậy rất phổ biến. Họ như những con vật hoang vô chủ chờ người cứu giúp. Cũng có trường hợp những người chết không lâu có thể giúp được danh tính người thân hay con cháu được biết và nơi chúng mà những người còn sống tìm ra được. Trong hoàn cảnh như thế, Ngài A Chan tiếp xúc với họ hàng thân thuộc và khuyên họ mỗi lần tạo phước nên nhờ hồi hướng đến họ hàng đã quá giản. Tuy nhiên, có vài trường hợp người chết ở vào vị thế có thể thọ hưởng phước báo hồi hướng một cách chung chung, không cần phải là họ hàng. Trường hợp này không cần nêu đích danh. Ngài A Chan thì đã tự tạo nguyên tắc hồi hướng đến tất cả các chúng sanh công đức hồi hướng này tới được tất cả những chúng sanh đau khổ ngoại trừ những âm linh chỉ có thể thọ hưởng quả phúc mà thân nhân hồi hướng đến họ ngài a chan nói rằng có rất nhiều hạ ngạ quỷ và chúng sanh khốn khổ không thể kể ra hết loại và số lượng các chúng sanh này họ đến quay quần ngài và xin ngài cứu giúp đông hơn những chúng sanh vô hình khác nói cách khác như trong ngôn ngữ thái có thành ngữ thở bằng lỗ mũi của người khác giống như người ăn xin đó là hậu quả của những người không hề tạo thiện nghiệp trong khi còn sống ở cảnh người đây là một bài học chỉ rõ tầm quan trọng của hành động tạo phước dưới hình thức bố thí hay một hình thức nào khác tất cả chúng ta đều là những lữ khách thênh thang bất định xuyên qua những cảnh giới sanh tồn khác nhau trong dòng tái sanh và tái tử ta nên tự mình chuẩn bị một hình thức dự trữ cho tương lai của mình đề phòng những lúc khẩn cấp vì chính chúng ta sẽ thừa kế nghiệp quả của chính ta tái sanh vào một cảnh giới thấp hay cao hưởng đau khổ hay hạnh phúc thế nào là tùy thuộc nơi nghiệp đã tạo của chính mình đặt hy vọng thì tùy thuộc nơi sự giúp đỡ của ai khác cũng tựa hồ như thở bằng mũi của người khác. Ngài A Chan có kinh nghiệm thâm sâu trong việc giao tiếp với chúng sanh trong những cảnh giới vô hình khác nhau. Ngài có thể giúp họ bằng nhiều phương cách như thuyết giảng giáo pháp, ban truyền những lời dạy, giải đáp những thắc mắc, hồi hướng công đức, tìm họ hàng hay con cháu của những ngạ quỷ vân vân nhưng không tiết lộ hết những gì Ngài biết cho chư vị đệ tử. Chúng tôi không tránh khỏi rùng mình kinh sợ khi nghe thuật lại những câu chuyện về ngạ quỷ và những chúng sanh trong khổ cảnh. Kinh sợ hậu quả của nghiệp bất thiện, chứ không phải kinh sợ chính các ngạ quỷ. Nếu có người có thể trông thấy tận mắt hậu quả của nghiệp bất thiện và nghiệp thiện như thấy một vật trước mắt, chắc chắn là sẽ kinh sợ và tránh xa nghiệp bất thiện cũng giống như không ai dám bước vào lửa đỏ họ cũng sẽ khát khao muốn làm việc thiện vì thiện nghiệp có năng lực làm mát mẻ và đưa đến hạnh phúc được vậy thế giới sẽ không đến nỗi rối loạn và khốn khổ như ngày nay tiết lộ sự thật về cảnh trời và địa ngục. Trong khi ngài A-chan đang giải thích giáo pháp và những diễn biến xảy ra liên quan đến chúng sanh vô hình và những cảnh giới khác nhau, một vị A-chan đệ tử của ngài có ý kiến như sau: Bạch ngài, rõ ràng là con người không ý thức được kết quả của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, vì không có khả năng thấy được cảnh giới của những chúng sanh vô hình ấy như ngài xin ngài từ bi giải thích rộng rãi cho tất cả mọi người để họ có thể tin vào quả của nghiệp vì xưa kia đức phật và chư vị thánh đệ tử của ngài cũng có giải thích bằng cách đó mọi người sẽ biết quý trọng nỗ lực của ngài như hàng đệ tử như chư vị thánh đệ tử của đức phật ngài a chan nói nếu tiết lộ sự thật cho tất cả mọi người mà không phân biệt Người ta sẽ nói là ta điên. Người gợi ý này cho ta cũng bị cho là điên và các vị tỳ khưu đệ tử khác của ta cũng vậy. Giáo lý của đạo Phật là của bậc thiện trí sáng suốt. Giáo pháp này được ban truyền nhằm giúp người sáng suốt thực hành, nói ra những sự thật tức bí ẩn và khó chứng minh cho tất cả mọi người, ác có hại nhiều hơn lợi có những sự thật hiển nhiên hơn mà lúc người ta còn không biết phải làm gì và không được làm gì trong những trường hợp những phong tục tập quán khác nhau và thế nào là giá trị tốt tại những thời điểm khác nhau mặc dù giáo pháp là chân lý vượt ra ngoài thế gian nhưng khi áp dụng vào đời sống ta cần phải thận trọng để ý đến phong tục tập quán những khuynh hướng tư duy và những yếu tố khác của thế gian. Đức Phật là bậc toàn giác, đã thông suốt các chân lý ấy trước hết, nhưng không phải lúc nào cũng nói hết cho tất cả mọi người một cách không phân biệt. Phải thận trọng lưu tâm đến thời gian, hoàn cảnh và mức độ hiểu biết của người nghe. Phải nhớ rằng, trí tuệ mà không được chánh niệm kiểm soát sẽ không thể đưa đến thành quả mong muốn, trái lại còn tạo kết quả thua thiệt không mong muốn dĩ nhiên ta có thể bỏ qua những gì người khác nói nhưng kết quả có hại vì thiếu chánh niệm cuối cùng sẽ quay trở về chính ta và vì thế không nên xem thường những sự thật liên quan đến các câu chuyện ấy dù có tuyệt vời thế nào không nên qua nhẹ rồi kể lại làm cho người khác phấn khích Chúng ta không nên ca tụng hay hãnh diện với cách tiếp cận Phật giáo như vậy. Đức Phật khuyên dạy rằng lối hiểu biết chân chính phải đặt trên nền tảng trí tuệ. Giờ cách tiếp cận như vậy mà giáo pháp của Đức Phật có thể được lưu truyền cho hậu thế. Giờ đây, nếu sư có đủ một số tiền lớn để làm việc thiện hay bất thiện, sư phải làm thế nào để giữ số tiền ấy và chính sư được an toàn? Con sẽ tận lực, cố gắng sử dụng mọi khả năng để giữ gìn. Vị tỳ khưu trả lời. Sư sẽ sử dụng trí tuệ như thế nào để giữ an toàn cho chính sư và số tiền? Ngài A-chan hỏi. Con sẽ chia riêng một phần tiền để giúp đỡ kẻ khác và giữ số tiền còn lại ở một nơi kín đáo, không để ai thấy hoặc biết con cất ở đâu. Giờ thì trở về sự thật về chúng sanh vô hình nếu hiểu biết tất cả sự thật ta phải dạy đại chúng như thế nào để có thể hữu ích cho mình và cho kẻ khác mà không có hậu quả tai hại con sẽ hết sức thận trọng cũng như con thận trọng giữ gìn số tiền của con vị tỳ cư trả lời như vậy sư đã thấy quan điểm của ta Mới lúc nãy sư yêu cầu ta tiết lộ tất cả sự thật về những chúng sanh vô hình không phân biệt người nghe không nghĩ đến hậu quả tai hại có thể xảy ra sư có thấy là mình bất cẩn thế nào không sư thi trên thế gian này hạng thông minh sáng suốt nhiều hơn số người ngu đần hay trái lại và hạng người nào có thể giữ gìn và bảo trì giáo pháp cho hậu thế bạch ngài đây chính là lỗi của con, vì tỳ khưu thưa. Con muốn cho người khác cũng biết những sự thật phi thường mà trước đây con chưa bao giờ được nghe ai nói, con nghĩ rằng những người khác cũng như con sẽ lấy làm cảm kích. Con đã để cho niềm hân hoan cảm kích của mình kéo lôi đi mất, con không ngừng lại để nghĩ xem có hậu quả tai hại nào có thể xảy đến không hay số người trí nhiều hơn người ngu hay ngược lại. Giờ đây con đã biết rằng người ngu đông hơn người trí. Thí dụ như trong làng, có một số rất ít người hiểu biết những chân lý về đạo đức và giáo pháp. Phần còn lại không màng hiểu biết điều nào là thiện, điều nào là bất thiện. Tại sao họ có mặt ở đây và họ sẽ đi về đâu? Họ chỉ muốn thỏa thích vui chơi và chỉ quan phí thời giờ những ai có thể giữ gìn và bảo trì giáo pháp cho hậu thế phải là người có trí tuệ và sáng suốt. Điều này đúng cho cả công việc quốc gia cũng như giáo pháp. Tuy nhiên, số người còn lại sẽ thu hoạch được thành quả mà một số ít người đã gieo trồng. Còn phải biết rằng, việc của đạo pháp tế nhị hơn nhiều việc điều hành một quốc gia. Nó đòi hỏi trí tuệ thâm sâu hơn một loại trí tuệ không bao giờ áp dụng vào những mục tiêu phá hoại mà chỉ giúp phát triển thêm tiến bộ thêm nói theo bác chánh đạo đó là chánh kiến và chánh tư duy là cái làm khuôn cho lời nói và hành động của con người chánh định lúc nào cũng phải do chánh kiến nâng đỡ hỗ trợ nếu không nó sẽ trở thành cái gọi là thiền gốc cây khô tức không biết gì hết. Trí tuệ phải là nền tảng của thiền. Bất luận hiểu biết nào phát sanh trong tâm hay bất luận điều gì mà tâm hiểu biết ở bên ngoài, hoặc những sự kiện hay hoàn cảnh ấy phải được quan sát và đánh giá, tất cả những điều ấy phải được phân tích, biện giải và cân nhắc bằng trí tuệ nhằm ngăn ngừa si mê. Có vô vàng kiến thức, cả bên trong lẫn bên ngoài có thể biết được nhờ phát triển tâm định điều này đặc biệt đúng đối với trường hợp những người có khuynh hướng mục kiến và quan sát những diễn biến khác nhau không thể ngăn một cái tâm như thế sử dụng chính khả năng của nó đây chính là nơi cần đến trí tuệ để sàng lọc và lựa chọn loại bỏ một vài điều và giữ lại những điều khác kể cả định cũng không thể sử dụng một cách hữu hiệu nếu không có trí tuệ bởi vì hành giả vẫn còn bị những cơn vui buồn xáo trộn trừ khi có trí tuệ cương quyết và dũng mãnh đối phó những ảnh hưởng như vậy sẽ ngoan cố duy trì và khuấy động tâm còn loại trừ được nó thì sẽ thọ hưởng tình trạng an lành hạnh phúc và tiến bộ do đó cần có trí tuệ trong từng giai đoạn tiến bộ trong tiến trình trao dồi và phát triển tâm những gì đã xuất gia để tìm trí tuệ và đức hạnh mà thế gian mong ước nhưng không thể tìm được những gì ấy không thể không biết những trò lừa đảo của ô nhiễm của chính mình họ phải khám phá được những mánh khóe ấy bằng cách phát triển trí tuệ của mình lẽ dĩ nhiên là người không được bảo vệ chống lại những cuộc tấn công của quân địch ác không chắc chắn được an toàn người xuất gia có sự bảo vệ của giáo pháp và giới luật và vũ khí để tự vệ là niệm và tuệ niệm và tuệ trong mọi cử động sẽ cho các vị ý sự an toàn trong mỗi khoảnh khắc như vậy mọi suy nghĩ lời nói việc làm lúc nào cũng phải đặt trên nền tảng của niệm và tuệ chỉ có niệm và tuệ mới có thể đảm bảo sự an toàn này điều này cũng giống như các đệ tử của ta ở đây tận lực chiến đấu hướng đến trạng thái chấm dứt đau khổ luôn có niệm và tuệ dẫn lối như vậy có nghĩa là họ phải tích cực và hăng hái làm những gì phải làm để xứng danh giáo pháp và giới luật chứ không được say mê chìm đắm hay lúng sâu trong lợi dưỡng cần hiểu rằng nhiệm vụ của vị tỳ khưu là cao cả hơn tất cả các nhiệm vụ khác đó là các đức dòng luân hồi sanh tử. Trên thế gian này, không có nhiệm vụ nào đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là nhiệm vụ giải thoát tâm ra khỏi dòng lẫn quẩn ba lớp của ô nhiễm, nghiệp và quả của nghiệp lại tạo ô nhiễm. Cần có sự hiến dân trên mọi phương diện, kể cả đời mình, Dũng đã cam kết tinh tấn vô điều kiện, chứ không phải như các nhiệm vụ khác. Chỉ nhờ mức độ chuyên cần tinh tấn và nhiệt tâm mới có thể chứng ngộ giáo pháp phi thường. Chưa từng biết đến và không bao giờ dám mơ ước. Các phương pháp khá khó có thể đưa đến thành quả như vậy. Đối với những ai có nguyện vọng hoàn toàn đặt xuống gánh nặng đau khổ, đức hạnh chuyên cần nỗ lực phải lên đến mức có thể chấp nhận thử thách sống hay chết. Trong trường hợp của thầy, trước khi được gọi là a chan dạy dỗ người khác như thế này thầy không bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống sót qua được những thử thách gây go gặp phải mục đích giải thoát luôn chiến thắng sự đe dọa của cái chết mọi nỗ lực đều hướng về mục tiêu vượt qua khỏi sự sống hay chính xác hơn vượt khỏi cái chết với tâm làm vị chỉ huy tối cao truyền lệnh tuyệt đối không bao giờ được tháo lui dù thấy thân này tan rã ngay trước mắt mình trong quá khứ đã vô số lần thân này tan rã nếu lần này quá trình này lặp lại thêm một lần nữa thì cũng không có nghĩa lý gì như vậy lần này cứ để cho lợi thêm để chứng ngộ giáo pháp của đức phật không cần chứng ngộ nào nữa cả điều mà ta muốn biết chỉ là hiểu biết có thể giúp ta thoát ra khỏi dòng sanh tử sự tinh tấn đặt nền tảng ý chí cương quyết này giống như dàn máy liên tục hoạt động trong một cơ xưởng. Nó hoạt động với niệm và tuệ vững chắc như bánh xe của giáo pháp ngày đêm không ngừng quay trong cuộc chiến đấu chống ô nhiễm. Trong những giờ đi tuyệt đối không có khoảnh khắc nào giảm tinh tấn. Sau thời gian ngủ nghỉ, cuộc chiến bắt đầu trở lại với sự phối hợp năng lực của đức tin, niệm bao gồm định, tuệ và tinh tấn. Tất cả hợp lực trong cuộc chiến đấu dai dẳng chống lại ô nhiễm cũng luôn thu góp những lực lượng của chúng, sử dụng tất cả những mánh khóe gian manh xảo quyệt, đến giai đoạn cuối cùng, cuộc chiến chấm dứt với những ô nhiễm đã từ lâu thống trị tâm giờ đây bị đánh bại hoàn toàn. Chúng bị nhổ tận gốc và hoàn toàn tuyệt diệt khỏi tâm không còn cơ hội ngóc đầu trở lại để lén lút tấn công từ phía sau và gây phiền nhiễu tuy nhiên thân vẫn như vậy với đời sống không còn dơ bẩn